Nếu một người tác ý hồi hướng một việc thiện cho tất cả chúng sinh hiện đang trong cõi địa ngục, thì ý chí hồi hướng này sẽ ở chế độ chờ chấm hỏi. Nghĩa là mỗi chúng sinh hiện đang ở địa ngục thì chỉ đến lúc chuyển kiếp sang một thân mạng phù hợp mới nhận được sự hồi hướng nói trên. Mở ngoặc, do chúng sinh trong địa ngục không thể nhận hồi hướng nên phước hồi hướng sẽ được bảo lưu cho đến khi họ đủ khả năng nhận được hồi hướng ấy. À, cái này đúng hay sai? Về câu hỏi này thì xin mời Đại Đức Thệ Tường trả lời trước. À, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, nếu mà nói cái sự kiện nha, cái sự kiện mà chúng ta làm việc thiện rồi lại hồi hướng cho những cái chúng sanh trong địa ngục đó, đó. Rồi cái phước này nè, nó bị gọi là nó trong chế độ chờ đó, rồi delay đó ha, rồi để bảo lưu đó. Rồi như vậy á, thì khi mà họ thoát khỏi địa ngục á, thì có khả năng nhận được không, đúng hay sai? Thưa quý vị, cái câu này là cái sự kiện này á, cái sự kiện này hoàn toàn không có xảy ra. Thưa quý vị, có nghĩa là cái sự kiện mà nói là cái vấn đề mà hồi hướng phước á, bảo lưu á, là không có thể xảy ra. Bởi vì sao? Bởi vì vốn dĩ á, là có một cái câu kệ, thưa quý vị, các pháp hữu vi thật không bền vững, nó có tánh sanh diệt là thường, vì nhân sanh rồi diệt, cực rồi sanh, nên thường hay có sự khổ não. Có nghĩa là Đức Thế Tôn ngài đã nói rồi, thưa quý vị, tất cả các pháp hay là mọi vạn vật trong vũ trụ này, không, hay là mọi thứ ở trong tam giới này đó, hay là các pháp hữu vi, đây mình hiểu là gì? Các pháp hữu vi tức là pháp chân đế, thưa quý vị, tức là tâm, tâm sở, sắc pháp, mọi thứ đều sanh diệt, thưa quý vị, nó sanh diệt, nó sanh diệt không không ngừng, thì nó đã sanh diệt như vậy liên tục, thưa quý vị, thì làm gì có cái chuyện mà nói là bảo lưu nè, bảo nó bảo lưu hay là nó lưu trú ở một nơi đó đó. Cho nên là nếu mà chúng ta cho rằng là chúng ta tự tư duy nghe, cho rằng là cái phước này sẽ bảo lưu ở một nơi nào đó không? Đó, mà nó thì ở đây là dễ rơi vào thường kiến, thưa quý vị. Nó thường kiến, cái gì mà mình nghĩ là nó trú ở chỗ nào đó, mà nào đó, nó quý vị nghe rồi, kỹ nha, bất cứ cái pháp gì, bất cứ cái điều gì, bất cứ cái điều gì mà quý vị nghĩ là nó sẽ trú ở một chỗ nào đó, hay là nó hiện hữu ở một nơi nào đó, đó mà mình không hiểu, là mọi thứ trong tam giới này nè, mọi thứ trong vũ trụ này, tất cả pháp đều luôn sinh diệt á, thì cái đó là nó thường kiến. Cho nên là cái tư duy này nè, mình phải cẩn thận, mình coi lại đó. Thì vốn dĩ á, là Đức Phật đó có một cái câu rất kinh điển mà Đức Phật ngài đã nói này. À, văn kinh chí sa mu đa giá tham măng sắc băng nếu tha tham măng tăng, đó là điều gì có bản chất á, sanh khởi điều ấy có bản chất hoại diệt đó, nghĩa tất cả pháp đều là sanh diệt, thưa quý vị, thì làm gì có nó sanh diệt liên tục gì đó đó, thì làm gì tính gì dính gì vậy, mới là Đức Phật có nói là vô thường, khổ vô ngã đó. Làm gì có cái chuyện mà nó bảo lưu cho đó. Cho nên là trước khi kết thúc câu trả lời này, quý vị phải lưu tâm nha. Tại vì nếu mà mình có cái tư duy như vậy, mà tư duy vậy mà nếu mình chắc vô đây á, thì nó sẽ rơi vào thường kiến. Đó, cho nên mình phải bỏ đi cái điều này. Cái điều này sư muốn nhấn mạnh lần nữa là nó sai hoàn toàn nha. À, xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Chúng ta nên phân biệt á, giữa phước chúng ta làm và phước mà chúng ta đi hồi hướng. Cái phước mà mình làm á, nó giống như là cái nhân mình trồng xuống cái đất, rồi sau đó nó trổ quả, rồi sau đó mình hưởng cái quả. Còn cái kiểu mình hồi hướng á, nó giống như mình đem quà tặng đó mình đem đến cho người ta, rồi khi mà người ta không nhận á, là nó trả về mình. Điều này đã được Đức Thế Tôn nói vài lần ở trong Kinh Tạng, là khi mà một món quà đó mà mình đem mình cho người ta mà người ta không nhận được, thì món quà đó sẽ thuộc về cái người tặng. Chính bởi vì như vậy, đây là hai đặc tánh khác nhau.
Thứ nhất là đặc tánh của việc tạo các phước thiện, tạo nghiệp do chính mình làm. Và cái thứ hai là việc hồi hướng cho chúng sanh. Thành ra là các chúng sanh ở địa ngục, do đặc tánh của chúng sanh ở địa ngục, cho nên là chúng sanh đó không nhận được phước hồi hướng. Mà khi họ không nhận được, cái phước đó trở về cho người gửi, chứ còn nó không thể nào nó bảo lưu được ha. Và các cái nguyên nhân, những sự giải thích thì Đại Đức Tuệ Tường đã trả lời rất đầy đủ rồi. Quý vị có thể nghe lại nếu như chưa nắm rõ, và sư qua câu hỏi tiếp theo.